Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự về chủ đề vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Hưng Yên mùa nhãn chín. Trong mục Muôn mặt đời sống tuần này, những người làm chương trình đề cập đến vấn đề vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Sau đây, phóng viên Đỗ Chuẩn sẽ trình bày nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để đưa tin giả, nhất là về tình dịch bệnh, thậm chí dùng internet để quảng cáo, thực hiện những hành vi trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời tạo ra môi trường văn hóa độc hại trên không gian mạng. Trong tháng 6 và tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá liên tiếp hai đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá quy mô lớn hàng trăm tỷ đồng tại huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, ghi số lô, số đề qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, tổ chức cá độ bóng đá qua trang web bmg9988.net và bóng88.com. Đường dây phạm pháp này hoạt động tinh vi, phức tạp, sử dụng công nghệ cao, đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia, số lượng tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng. Các đối tượng có những thủ đoạn rất là tinh vi, phương thức hoạt động thì khép kín. Hầu hết là bị hại không biết được cái nhân thân lai lịch của đối tượng, vì các đối tượng dùng các cái tên nhân vật ảo, ẩn danh ở trên mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi người là không truy cập vào những cái trang web độc hại và những cái đường link xấu của các đối tượng, không tham gia cá độ bóng đá hoặc là các game bài trực tuyến ở trên mạng internet. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 7 vụ vi phạm pháp luật, phát hiện và xử lý 17 cá nhân đăng tin sai sự thật trên không gian mạng. Hành vi vi phạm phổ biến là tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, quảng cáo cho vay nặng lãi, lừa đảo, lập sàn đầu tư tiền ảo trái phép, giả mạo văn bản của cơ quan, tổ chức, tung tin giả, tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác. Giãn cách xã hội, nhiều người làm việc trên không gian mạng, do đó là bị nhiều cái đối tượng sử dụng để làm phương tiện để hoạt động lừa đảo. Sở cũng đã xây dựng các cái hệ thống thông tin như là xây dựng hệ thống quản lý nội dung thông tin và xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên. Từ đó là cũng giám sát các cái nội dung thông tin xấu độc có liên quan đến tỉnh Hưng Yên. Không thể phủ nhận những mặt tích cực của internet và mạng xã hội. Song nếu không sử dụng đúng cách, đúng mục đích thì internet và mạng xã hội như con dao hai lưỡi, mặt trái của nó sẽ gây nhiều hệ lụy, dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Phổ biến nhất là nạn tin giả về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Đầu năm 2021, chỉ vì một thông tin sai sự thật của chị Lưu Thị Thúy đăng trên Facebook với nội dung F0 về xã Nhật Tân đã khiến người dân thôn Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ bị một phen hoang mang và gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Chị Thúy sau đó đã bị xử phạt 7.500.000 đồng vì đưa tin giả. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp công an huyện đã kịp thời xử lý. Mặt khác cũng là tuyên truyền toàn thể cho nhân dân không tin vào những cái tin mà không chính thống, mà những cái văn bản nào mà của đài truyền thanh cũng như ban chỉ đạo của xã phát ra thì lúc đó là người dân mới tin. Tin giả có xu hướng gia tăng khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo số liệu của công an tỉnh Hưng Yên, tính từ năm 2020 đến nay, đã có 41 trường hợp đăng, chia sẻ tin sai sự thật trên mạng xã hội bị xử lý, xử phạt. Nhiều người đăng tin sai sự thật do thiếu hiểu biết, song có nhiều người tung tin để câu like, câu view, trục lợi cá nhân. Đầu tiên đăng ấy thì là không nghĩ được nó hậu quả thế, nên không nghĩ được là cái đó cũng là sai về mặt pháp luật. Theo Nghị định số 15/2020 NĐ-CP của Chính phủ, thì hành vi đăng chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 2765 yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng, xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng để ngăn chặn, loại bỏ những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thì mỗi tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức, sử dụng internet đúng cách và ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội để góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.
Khi dịch Covid-19 bùng phát tại huyện Yên Mỹ vào giữa tháng 6 vừa qua, huyện đoàn Yên Mỹ đã tận dụng trang fanpage Tuổi Trẻ Yên Mỹ trên Facebook để đăng tải các thông tin về dịch bệnh và những hình ảnh đẹp về công tác phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi đoàn viên thanh niên trong huyện tình nguyện tham gia vào những hoạt động ý nghĩa chung tay phòng chống dịch. Qua đó thì thực hiện công tác tuyên truyền rất là tốt về công tác phòng chống dịch, các cái hình ảnh và các cái hoạt động của đoàn thanh niên chúng tôi đã được đăng tải, và từ đó thì các bạn đoàn viên thanh niên cũng biết được cái tình hình và cũng xin đăng ký tham gia chung đối với các hoạt động đó. 40 thanh niên ở 9 xã trong huyện Yên Mỹ đã tình nguyện tham gia nấu cơm, làm công tác hậu cần, phục vụ người ở khu cách ly suốt gần 1 tháng, cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động, đưa thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến dịch bệnh, cũng như khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng để tuyên truyền đến toàn bộ người dân là thực hiện tốt về các biện pháp phòng chống dịch. Trang fanpage Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ gạch ngang Hưng Yên trên Facebook của Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ cũng là một kênh thông tin chính thống, uy tín, đã phát huy hiệu quả vai trò đăng tải thông tin nhanh, đúng, trúng tới người dùng mạng xã hội. Thời gian qua, đài tự sản xuất và đăng tải hàng chục clip và hình ảnh về công tác phòng chống dịch tại địa phương. Theo thống kê, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7, trang fanpage Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ gạch ngang Hưng Yên tiếp cận được 145.000 lượt xem và 56.000 lượt người tương tác với các bài đăng trên trang. Với việc đăng tải trên fanpage thì nó tiếp cận được nhiều đối tượng người xem và nó không bị hạn chế về cái khung giờ phát sóng. Đối với tuyên truyền như phòng chống dịch Covid vừa rồi thì Đài Truyền thanh chúng tôi đăng tải những cái hình ảnh đẹp, những cái việc làm ý nghĩa, lan tỏa trong tâm dịch, những cách làm hay và những cái tấm gương sáng nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Thì những hình ảnh đẹp này thì nó đã có cái phần lan tỏa và chung tay vào cái sự cộng đồng trách nhiệm phòng chống dịch. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang chung tay phòng chống dịch Covid-19 thì mỗi người dân nên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các thông điệp phòng chống dịch, đồng thời lan tỏa những người tốt, việc tốt, những hành động đẹp, góp phần cùng với ngành chức năng đẩy lùi dịch Covid-19. Dù ai buôn bắc bán đông, đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên. Trà nhãn từ lâu đã được đi vào những câu ca vần thơ về đất và người Hưng Yên như một điều không thể thiếu. Đến với Hưng Yên vào mùa nhãn chín, được ngắm nhìn từng chùm nhãn trĩu quả, tự tay hái và thưởng thức hương vị ngọt thơm đặc trưng của trà nhãn lồng Hưng Yên, thì đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất với bất kỳ ai. Hưng Yên được biết đến là thủ phủ của cây nhãn. Nhắc đến Hưng Yên, người ta nhớ ngay đến trái nhãn lồng bổ ngập giao phay. Cây nhãn đã gắn liền với đời sống của người dân Hưng Yên bao đời nay. Vừa mang giá trị về văn hóa, nó còn mang giá trị kinh tế, giúp người dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đến Hưng Yên vào mùa nhãn chín, du khách có thể dễ dàng được ngắm nhìn những chùm nhãn chín chĩu chịt trên cây. Mỗi con đường, bờ đê hay bất cứ nơi đâu đều là những hình ảnh bạt ngàn của cây nhãn, tạo nên một nét độc đáo của miền quê Hưng Yên. Năm nào tôi cũng đến các vườn nhãn coi như để đặt thu mua các nhãn ngon, làm quà biếu đi các nơi. Tôi cũng rất tự hào về mình sinh ra ở đất Hưng Yên là có sản phẩm ngon và quý này. Tôi đang sinh sống và làm việc ở Đức. Đã mấy năm nay thì tôi không thể về thăm quê. Sau đó cứ đến mùa nhãn chín, tôi lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê và nhớ hương vị ngọt ngào của trái nhãn quê tôi. Ở đây thì tôi vẫn có thể mua được nhãn, nhưng nó không có vị ngọt, thơm và đặc trưng như trái nhãn đồng Hưng Yên. Hưng Yên được biết đến với rất nhiều loại nhãn ngon như nhãn đường phèn, nhãn củi cổ, nhãn quả vuông, nhãn hương chi. Tuy nhiên, giống nhãn quý, ngon và được mọi người yêu thích nhất chính là nhãn đường phèn. Giống nhãn mang hương vị ngọt, thơm đặc trưng của nhãn Hưng Yên mà nhãn ở các nơi khác không thể có được. Đây cũng là những giống nhãn đang được Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu gìn giữ và triển khai mở rộng diện tích. Nhãn củi cổ và nhãn đường phèn là một trong dòng nhãn ngon nhất và đạt hiệu quả giá trị cao nhất và nhiều người tiêu dùng hiện nay đang thích. Hướng của Ban Quản trị Hợp tác xã Nhãn Lồng Lễ Châu chúng tôi là vận động bà con nông dân là tập trung và triển khai là
trồng giống nhãn cùi cổ. Trái nhãn Hưng Yên không chỉ dùng quả tươi để ăn mà còn có thể chế biến thành long nhãn khô, làm quả biếu và dùng để chế biến nhiều món ăn như chè sen, long nhãn, dùng làm vị thuốc và dùng trong chế biến các món ăn bồi bổ sức khỏe và được nhiều người ưa thích. Nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và các nông sản, vừa qua tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu. Hội nghị đã kết nối trực tuyến với 44 điểm cầu ở 22 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một cơ hội lớn giúp cho trái nhãn có thể tiến xa hơn tới thị trường trên toàn thế giới để mọi người có thể biết đến Hưng Yên với trái nhãn lồng Tiến Vua, một sản vật vô cùng quý giá. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.